Vượt cầu lông Hanbertech 6000 bản 4U. Hàng chính hãng, nhập khẩu và phân phối chính ngạch bởi công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Hải Long. Đây phiếu bảo hành đây. Bảo hành chính hãng 2 tháng. Tem chống hàng giả của Bộ Công an. Đấy. Hàng chính ngạch nha anh em. Đây cũng lên cước Lightning Note 1 11kg cho khách. Nghe tiếng rất là sướng mọi người ạ. Cảm giác như kiểu vợt khi căng lên cây Hanbertech 6000 này, nghe tiếng nó rất là đanh và kiểu rất là thoát ấy. Có một số dòng khác căng lên thì nó sẽ không được cảm giác kiểu nó nảy và thoát như này đâu mọi người. Con này thì bên Hùng đang có chương trình khuyến mãi 3.4 triệu, còn 2.560 miễn phí ship toàn quốc tặng 2 cuốn cán. Giá thì chưa bao gồm cước. Đấy. Và hỗ trợ khách căng cước Lightning Note 1 giá giảm từ 150.000, chỉ cần 100.000 nữa thôi nhá. Mọi người chỉ cần thêm 100.000 nữa là được cước Lightning Note 1. Đấy. Hoặc là cước 65T cũng thế nhá. Hùng cũng hỗ trợ căng từ 140 xuống còn 100.000 nhá. Đây là hỗ trợ khách rồi đấy. Đấy. Cái này thì rất đẹp. Màu rất đẹp, sơn lì rất đẹp và có những cái họa tiết màu sắc rất đẹp và kiểu sơn nó rất là chất ấy. Có những cái họa tiết cánh kiểu cánh hoa mai này. Rất là đẹp. Con này thì là vượt công thủ toàn diện nha mọi người. Độ cứng thân thì ở mức trung bình thôi. Đầu thì hơi đầm một chút. Đấy. Dòng này là dòng vượt thiên về điều khiển và kiểm soát cầu. Nên đánh nó rất là kiểu toàn diện nha mọi người. Đánh trên, dưới hay là công thủ, tạt hay là đè lưới đều khá là ok. Nghe tiếng vượt rất là đanh và thoát. Đấy thì bên Hùng chương trình khuyến mãi chỉ có 5 cây duy nhất thôi. Kiếm được 5 cây duy nhất thì bán 2 cây rồi còn 3 cây nữa anh em nhanh tay thì lên hệ Hùng nhá. Chương trình cực kỳ hiếm nhá. 3.4 triệu sale chỉ còn 2560 miễn ship toàn quốc tặng 2 cuốn cán. Hỗ trợ căng cước Lightning Note 1 hoặc 65T với giá chỉ 100.000. Quá đẹp.